cô các chị cũng đã thấy rồi đó, lần nào mà con để ý là mỗi lần cô mà cứ đến công ty mua kem ấy, các cô ấy, cô đều bảo là ồ sao da của con đẹp quá. Khen tâm thì không biết tâm mất cỡ. Nhưng mà thật sự á, da của Linh lúc trước là không có được như thế này đâu. Là da của Linh thường hay bị cái nó không có điều màu á, rồi đốm nâu. Thì sau khi mà cô Liên á hỏi lời là đến công ty làm á, cô ấy cũng là con làm con đi trải nghiệm sản phẩm. Lúc đó là Linh biết là sử dụng sản phẩm của công ty mình, là sử dụng trọn bộ sản phẩm luôn. Và sữa rửa mặt nè, rồi đến nước hoa hồng, thì kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm. Chỉ có cái là Linh chưa có trải nghiệm bị nám, tại vì Linh không có bị nám. Rồi cái protection là Linh có trải nghiệm qua. Giờ nói là không có bằng chứng cụ thể, rồi mọi người nhìn thấy da của Linh đó nó đều màu, rồi những cái đốm nâu nó không có còn nữa. Mặc dù là lúc trước là hoa hậu nhưng mà Linh đi ra đường Linh thường hay trang điểm lắm, tại vì ra đường không trang điểm thì nó sẽ lộ những vết điểm, ví dụ như là lâu lâu hay nổi mụn trong mụn nó để lại vết thâm, cái vết thâm nó lâu lắm mới hết. Thì bây giờ là sau khi sử dụng sản phẩm á, Linh rất là tự tin đi ra đường mà không cần phấn trang điểm hết, chỉ cần một lớp kem ban ngày với lại kem chống nắng của Bia Miracle là Linh tự tin Linh đi ra đường và giao tiếp với mọi người. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Mang sắc đẹp đến cho mọi người.